Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Phong và chào mừng các bạn đến với bản tin Breaking News tại kênh Buzz TV. Ít ai biết rằng Trấn Thành, Trường Giang hay Ninh Dương Lan Ngọc cùng hàng loạt ngôi sao nổi tiếng khác lại có xuất phát điểm cùng một trường đại học. Đó là Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh với tiền thân là Trường Nghệ thuật Sân khấu Điện ảnh Việt Nam và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Đây được xem là điểm xuất phát của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay, cũng là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ mong muốn được bước chân vào con đường nghệ thuật. Đa số là diễn viên và đạo diễn. Và hãy cùng Thanh Phong điểm qua diễn viên đã thành danh tại ngôi trường danh tiếng này nhé. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội cũng có xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Hồng Vân, Thanh Thủy, Vũ Châu, v.v. Còn có những thế hệ trẻ hơn, nổi bật nhất hiện nay, những người cũng từng được đào tạo bài bản tại ngôi trường xuất thân của toàn những ngôi sao này. Diễn viên hài MC Trấn Thành. Đầu tiên, không thể không nói đến cái tên Trấn Thành, cái tên hot nhất hiện nay với hàng loạt show truyền hình nổi tiếng. Nè, nha, em mà làm không ra đó, đừng không lấy lương với chị. Con nhỏ không dám nhấp miệng. Theo chia sẻ của Trấn Thành, lúc nam danh hài còn nhỏ, mẹ anh đã khóc mờ cả mắt, gào nát cả cổ chỉ để thuyết phục thằng con lì lợm hung hăng chịu đi học môn tiếng Anh. Bố anh cũng hy vọng con trai ăn học nên người để không phải chịu khổ như mình. Không phụ niềm tin của bố mẹ, khi vừa tốt nghiệp lớp 12, anh đã thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Thế nhưng, chỉ học đúng một năm tại trường, Trấn Thành đã bị đuổi học vì chạy xô quá nhiều và nợ học phí. Diễn viên hài Trường Giang. Tiếp đến là diễn viên hài Trường Giang. Con đường học hành của Trường Giang khi đó không hề bằng phẳng mà vô cùng khúc khuỷu, lắm chông gai. Âu cũng bởi một nguyên nhân chính là không có tiền học phí vì gia cảnh nghèo khó. Học xong trung học, anh thi vào trường sư phạm Đồng Nai nhưng không thành công. Anh từng rớt cả hai ngành sư phạm và sân khấu. Một thời gian sau, anh mới đậu vào lớp đạo diễn sân khấu chính quy nhưng cuối cùng cũng không thể tốt nghiệp được vì nhiều lần bị đuổi học với một chuỗi các lý do. Không có năng khiếu, đi học buổi đực buổi cái, làm nhiều trò nghịch ngợm, học phí nợ triền miên. Sau một khoảng thời gian theo học lớp diễn viên của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, với ngoại hình thấp bé, không hút mắt, lại cộng thêm giọng địa phương quá nặng, anh tiếp tục bị thầy chủ nhiệm yêu cầu nghỉ học với lý do không có tố chất, tiềm năng. Trời ơi, sinh viên thì tuy nhiên, sau ngần ấy năm cố gắng, Trường Giang đã cho mọi người thấy khả năng của mình, mặc cho những lời chê cười năm xưa. Và có lẽ không ngoa khi nói rằng anh đã trở thành một trong những cái tên đứng đầu lĩnh vực diễn viên hài tại Việt Nam hiện nay. Tại sao phải đi xe đò về? Đúng. Chị Dân kêu tài xế chở bé về 27 tiếng đồng hồ. Đường xá xa xôi quá. Bây giờ vậy, qua nhà chị Dân ở. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Cô gái với gương mặt ăn ảnh trong những shot hình và luôn đóng những bộ phim ăn khách nhất từ trước đến nay, Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng học tại khoa diễn xuất trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Năm 2009, khi còn là sinh viên, cô đã thử casting vai diễn cho bộ phim Cánh đồng bất tận. Vai diễn đã góp phần đưa tên tuổi của Ngọc lên hàng top những người nổi tiếng trong showbiz Việt bây giờ. Diễn viên Ốc Thanh Vân. Nay đã là bà mẹ xinh đẹp của ba đứa con với gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Ốc Thanh Vân đã từng đỗ thủ khoa cả hai trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và Cao đẳng Sư phạm, khoa thanh nhạc. Sinh ra trong một gia đình hoạt động nghệ thuật, cô còn có những tài lẻ về thanh nhạc, những môn năng khiếu. Trong sự nghiệp của mình, cô đã từng làm diễn viên lồng tiếng, diễn viên điện ảnh, sân khấu kịch nói và cả lĩnh vực MC. Diễn viên hài MC Đại Nghĩa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1996, MC Đại Nghĩa khi đó quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh và đạt kết quả với số điểm cao chót vót 27 điểm, trong khi điểm chuẩn là 20. Tuy nhiên không được nhận vì số điểm năng khiếu không đủ. Niềm đam mê nghệ thuật vẫn âm ỉ trong lòng. Anh quyết định sẽ thi lại vào đợt tới. Nhưng chỉ một tháng sau, do trường không đủ chỉ tiêu nên anh lại được nhận. Trong khoảng thời gian đi học, Đại Nghĩa đã là nhân vật nổi bật khi tham gia dẫn chương trình cho nhiều phong trào văn nghệ tại trường. Có lẽ là nhân tố quyết định đến sự thành công của anh với vai trò là MC truyền hình ngày nay. Anh cũng từng tham gia nhiều chương trình vui nhộn và hài hước trên truyền hình với vai trò là diễn viên MC. Diễn viên Lương Thế Thành. Là chàng trai với gương mặt diễn viên và luôn nổi bật trong đám đông khi tham gia vào nhiều phong trào văn nghệ tại trường.
không mấy bất ngờ khi Lương Thế Thành trở thành sinh viên trường sân khấu điện ảnh. Từ khi học tại trường, Thành cũng từng góp mặt cho nhiều bộ phim nhưng không mấy nổi bật. Có lẽ năm cột mốc chính là khi 24 tuổi, đảm nhận vai diễn trong Mùi Ngò Gai đã đưa tên tuổi của chàng diễn viên điển trai này lên một tầm cao mới. Và đặc biệt hơn là vai diễn trong bộ phim sitcom Gia đình là số 1 phần 2 ống cùng vợ anh là Thúy Diệm đã giúp tên tuổi Lương Thế Thành đến gần với khán giả hơn. Dạ đúng rồi. À vậy chắc chắn là ba rồi đúng không? Không có thời gian công vậy ba. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cái tên quen thuộc từ những bộ phim đình đám một thời như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, nổi tiếng với nickname Dũng Khùng. Đạo diễn tài ba này xuất thân từ con nhà nòi về nghệ thuật khi có bố là nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Không theo sự nghiệp văn chương như gia đình, Nguyễn Quang Dũng quyết định thi vào ngành đạo diễn của trường sân khấu điện ảnh khóa đầu tiên ở tuổi đời còn rất trẻ. Sự nghiệp với kinh nghiệm bằng không, Dũng Khùng đã từng rất lên đên và rất nhiều người cũng từng không tin ông có thể trở thành đạo diễn phim. Với bản tính ngông và kinh nghiệm rút ra từ những bài học để đời, ông đã chứng minh ngược lại với những lời nhận định năm nào.